vpgame.vn, số bạc nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào các bạn đến với channel của mình. Thì ở clip này mình làm về vị tướng đó là Triều Vân. Thì mình sẽ vào phần cài đặt và chỉnh là máu thấp nhất nha. Nếu mình ulti vào thì có thể ulti vào AD ấy, chứ mà mình để phần đám máu thấp nhất thì có khi vào tánh kìa. Thì khởi động đầu tiên thì mình sẽ ăn khu vực bột sánh. Thì chào các bạn đến với channel của mình nha. Thì không có gì, thì một ngày chúc các bạn là nhiều niềm vui và leo rank thành công. Thì mình sẽ kéo con bùa ra này nha, bởi vì bên kia có gớt rắc á, sợ gớt rắc nó kéo bùa mình, phá bùa mình ấy, thì mình sẽ kéo và chế mà tâm nhìn của nó ấy. Thì nhưng mà gớt rắc thì không phá bùa rồi, gớt rắc đang đi đường rồng với theo anh át á. Thì các bạn cứ farm thương lê thôi, các bạn cứ farm khu vực bùa xanh xong sang khu vực bùa đỏ thì không có gì thay đổi cả. Thì các bạn sẽ chủ yếu tập trung gánh đường rồng, bởi vì nếu có lợi thế thì gánh đường rồng sẽ có lợi cho cả đường kim cống. Khi mà mình ăn được con rồng thì lên đường kim cống sẽ lên level sớm hơn đối phương ấy. Thì không biết các bạn chơi vị tướng Triều Vân thế nào, thì ở clip này mình sẽ chơi vị tướng Triều Vân một cách hộ bảo nha. Thì không biết thì hổ bảo thì có thành công hay không, hay là bị nằm xuống thì cải đổi chưa biết, để tí nữa tính sau. Thì vì tưởng Triều Vân này thì món đồ đầu tiên mình như thiên lên, mình vẫn lên cho nó cái rìu Leviathan, bởi vì thứ nhất là nick này cũng có ngọc công vật gì rồi, thì mình lên cho nó cái rìu chơi này. Thằng này thì chết chắc rồi, lên level chứ, ơi bật ulti rồi kìa, nhưng mà mình ulti xong là sát thương chuẩn nhá, trừ vào cái lượng máu chứ không trừ vào giáp ảo thì chết này. Một màn chiến công đâu dành cho mình, con này chết không, ôi tốc biến rồi. Thì hiện tại á, thì bây giờ mình sẽ ăn con rồng nhá, ăn được con rồng này thì có lợi thế cho cả đường kinh công nữa. Với mình á, thì bây giờ mình sẽ giữ cái ulti này, nếu mà đối phương có ra thì mình dùng ulti để diệt, còn mình không dùng ulti vào rồng nha, bởi vì sức sát thương của sơ lím với mình thì cũng cao rồi nên mình không cần ulti lắm, mà đối phương thì chắc cũng không dám ra. Thì bây giờ sẽ phá ập thủ á, má cái thằng rắc kinh vậy. Ôi có thủy thần luôn kia, chơi này khô máu luôn này, khô máu luôn này, thích thì chơi này. Vãi gì vậy ông cất rep, ông cất rẻ bóng đây, cái máu ông chạy ra cuối cùng để trù bản minh đặng long máy mình còn ăn được một màng đấy. Cất rẻ không tốt rồi, thôi thì mình chết cũng được, không sao cả. Khi mình chết thì mình về phá mua sánh thôi, có khi còn nhanh hơn chạy về cả, để cho cất rẻ với sơ lim phá trù cũng ok rồi. Thì đó, mình phá, nếu mà các bạn đi rừng mà gánh thành công á, thì vừa có lợi thế đường mình, vừa có lợi thế đường của bên đường kinh cống ấy, tức là đường xê giá bây giờ ấy. Thì các bạn ăn được con rồng rồi thì có lợi thế nhiều hơn nữa, các bạn còn lấy được cả trụ thì ở trận đấu này thì mình lên cho nó đôi giày hồ về nhé, mình ở đây đẹp cái trụ này cả. Bởi vì mình không lên cho nổi dây kiến cương, bởi vì bên kia chỉ có Natalia khống chế thôi. Nhưng mà khống chế của Natalia thì chỉ có chiêu 2, nói chung cũng không đáng kể lắm. Thì mình sẽ ăn khu vực bùa đỏ này, ăn khu vực bùa đỏ này xong thì mình sẽ hết tài nguyên rồi, phiên trời hết tài nguyên rồi thì mình sẽ ra nấp đấy và bắt, coi thử có bắt được hay không. Thôi, giờ rắc nó lại kéo. sơn lim mà nhảy sớm xíu nữa là vì chỉnh trợ kiểu chỉnh kẹo đó, thạch nào nhưng đối phương sơn lim không mang nào. Thôi ăn con bùa xanh này đã, ăn con bùa xanh này xong thì
mình sẽ lên gánh nhá, kiếm màng, kiếm chảo màng nào. Thôi sơ lính bị hạ rồi kìa. Rồi rồi bắt bắt con theo ả nạt này. Bắt sát thương chủ lực của nó trước nhá, rồi bắt đến bắt thằng này. Bắt bắt thôi. Bỏ đi, nó kéo giờ đấy. Giờ rất khá khó chịu nhá, kéo. Khi mà kéo á thì các bạn phải chưa chiều một kìa, chiều vẫn á, chưa chiều một để khi kéo cái thì ra luôn. Cái món đồ tiếp theo mình lên cho nó cái vòng đài kháng phép nhá, thì bởi vì bên kia có Natalia, mình chỉ sợ Natalia sốc đám thôi, còn những đối phương kia đi chứ đáng kể. Thì bây giờ mình ăn con rồng nhá. Thì tốc độ ăn rồng của Triều Vân cũng khá nhanh, khi mà dùng ung tí xong thì tốc độ ăn rồng khá nhanh nhá. Mà con rồng hắc ảm đầu này thì cũng không không đáng ngại lắm. Con rồng bào chúa ấy, từ con rồng bào chúa khi đó mới đáng ngại á. Ui xì xì, tốc biến. Má phá tốc biến à. Phá đầu mất tốc biến đi. Thì mình cũng khó nha. Tốc biến nhanh quá. Mình dùng ulti vật của tốc biến luôn. Mình cuối cùng cái tâm đánh của ulti không để nên ulti vào cõi. Thì không biết có bạn nào hay vừa chơi vị tướng Triều Vấn như thế này không nhỉ? Thì mình chơi Triều Vấn á, thì mình chủ yếu tập trung là phám và để gánh với cuối game ấy. Thì ván này mình chơi luôn này, chơi ba luôn này. Chơi này, nay thì chơi này, ở lại nào. Ở lại chơi vui nào. Hổ báo nhưng mà thành công các bạn ạ. Thì bây giờ mình không không ăn con búa sánh của mình, mà mình sẽ ghé qua lùm con búa sánh của đối phương. Thì bên kia rocker đi rừng thì xong món đồ cái vòng này á, thì mình sẽ lên cho nó cái áo choàng thân giá nhá. Bởi vì mình chưa lên cái huấn chương trói đâu, bởi vì mình chỉ lên cái vòng đài kháng phép ấy để hạn chế sự sốc đám của Hà Tây Lá. Còn bây giờ mình lên cái áo choàng thân giá để có sự có đám và có phản ấy. Tức là khi tiếp cận thì nó sẽ như kiểu có hao quáng phải có hao quáng dính đám ấy. Thì ván này chơi này, mình sẽ bắt con Natalia nhá, bắt con Natalia xong này, bà đào thôi. À má, con theo nó nạt bắn phơ rí kìa, bắn phơ rí kìa. Thôi mình lại lấy cái trù này thôi. Cái trận đấu này thì chắc là lại kết thúc nhanh thôi, nếu mà tém mình không nhảy thì chắc kết thúc nhanh thôi. Bởi vì là thị trấn thuộc về mình, bên kia chứ đụng được vào cái trụ nào. Mà mình thì càng ngày càng khỏe thôi. Bây giờ thì mình diệt ái nữa, ulti ái nữa, người đó chết à. Theo an nạt này, theo an nạt mà không về là chết này. Mà thôi bỏ đi. Em về phám này. Thôi mình có búa xanh rồi, mình phám búa đỏ trước nha. Ok, xong áo choàng thân ra, mình đến cho nó cái phức hợp kiếm nha. Mình lấy cho nó cái phức hợp kiếm nha. Thì cái phức hợp kiếm này cũng rất tốt cho Triều Vấn nha. Nhưng mà các bạn đừng có nên kết hợp giữa cái phức hợp kiếm và cái áo choàng băng giá. Bởi vì cái áo choàng băng giá và cái phức hợp kiếm là nội tài chỉ dùng được một cái thôi. Nên là các bạn dùng phức hợp kiếm thì thôi áo choàng. Còn cái phức hợp kiếm này rất chi là tốt Triều Vấn nha. Thì Triều Vấn những món đồ tốt cho Triều Vấn là món đồ cống á, thì phức hợp kiếm gớm sầm sệt hay là cái kiếm phân lý á, những món đồ đó thì khá tốt cho Triều Vấn. Vừa có tốc đánh á, vừa có sát thương cao ấy, sát thương theo nội tài ấy. Thì thằng rốc cỡ này chắc chắn 100% sẽ chết này. Ôi mà. Đôi khi mình phải nói là 99,9%, nhưng mà không phải mấy phần trăm vậy. Bởi vì nó bất ulti phạt nổ hóa giải không chế, hóa giải mà hiệu ứng không chế, nên là không. Mình đánh siêu một nó cũng không làm chậm. Mà mình có búa đỏ nên cũng không làm chậm được nó ấy, nên là khó quá. Thì phá đó mình hơi sai lầm, một câu nói sai lầm. Thì phá này đấy, theo anh ạt bị sơ lím dính choáng, sơ lím và chết rồi kia. Thì thế trận này thì bên mình ép hoàn toàn rồi. Thì mình muốn chơi hổ báo nhưng mà thực chất thì phải chơi thủy thân của cơ dẹp đấy. Chơi này à, toàn sao mà toàn trù bắn mình thôi, lấy trù thôi. Bên kia còn ná tay lá dẹp lính nhanh quá.
Ui. Bữa nói là sao lim nó dính chết rồi. Thôi pha này lấy trụ thôi. Lấy cái trụ bò này. Ôi gần chết kìa. Rồi mình sẽ lao vào lấy cái trụ này. Ô thôi em sai. Sai rồi, em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Ngu người. Sao lim ngó về, hy sinh ấy. Về nhanh con kịp cho cơ nó đuổi theo kìa. Lao cơ kỳ phát, lao. Ui sao lao hụt rồi kìa. Ari đâu. Ui thôi xong rồi. Ari bỏ mạng. Đừng có quăng game các bạn ơi. Mà quăng game đi, được cổ đẩy thêm vài cái trụ này để quăng game. Rồi tém nó phản công, tém nó mà phản công thì cực kỳ lợi hại. Ôi bắt này. Chơi luôn. Mình là chỉ bắt chủ lực đối phương mà. Thì mình lấy cho nó cái khiên thất tuyến nhá. Bởi vì là bên kia có khá nhiều vị tướng đánh, cân tốc đánh theo an nát này. Violet và Joker, những vị tướng rất chi là cân tốc đánh. Bên này khiến này cho nó giảm tốc đánh đi. Với lại có nhiều máu nữa ấy, máu giảm ấy. Má mang chậm tức rồi. Thôi ăn con xe giá bạn ơi. Tận á, có. Ôi thôi. Ôi sự thực phần đẹp quá, chọn cũng 4 người lắm kìa. Ôi lùi rồi. Rất chi là cảm ơn bạn cần rẹp một phát thủy thân rất chuẩn mực. Thì bây giờ một mình có thể cân con xe giá này đơn giản nhá. Với cái bùa giới trên trên chân nữa thì ăn con xe giá này tốc độ ăn rất chi là nhanh, không thua kém gì. Bạn thấy chưa, tốc độ ăn xe giá của mình cũng khá là bá nhá. Thế bởi vì mình lên cho nó gạch phức hợp kiện nữa mà. Nên là ăn rất chi là nhanh. Rồi lại nập đây bắt. Có con môi nào lọt qua đây không? Không biết lại đây đầy lính cáo thì các bạn. Khi mà các bạn phá được biên rồi á, các bạn thải đầy được lính lên cáo. Cứ khí lờ máy các bạn có thú con bạc á. Thì nói chung lính đang cao đến nó không làm được gì á. Thì bây giờ sao lính hài được nó rồi, mình thả con rồng. Thì con rồng này chắc chắn sẽ lấy được một cái trụ này. Thì nếu các bạn không để đối phương đánh vào rồng á, thì một con rồng là lấy được một cái trụ nữa các bạn. Thì các bạn hãy chú ý thả rồng đúng lúc ấy. Nếu các bạn thả rồng đúng lúc thì các bạn sẽ lấy được rất nhiều lợi thế. Một con rồng nhà đã lấy được trụ. Và mình sẽ bắn trụ diệt con này luôn. Vai lại diệt luôn này. Đừng đi chơi luôn, chấp luôn tù, thân ta chấp tù. Chấp luôn tù, ôi. Chờ lưng phòng phạt thôi, mình còn là ung ti phần này của. Thôi, chắc là lại kết thúc nha. Kết thúc được nhé thôi. Chơi này. Chơi đi chứ. Cảnh mình có mất mẫu đâu. Thôi và nó bỏ mà. Ta đầu hồi hơn muốn mà. Cả cái tù mình không còn lính nữa. Nếu có lính thì mình đủ đá cả tù á. Tiêu vẫn phát tù nhắn mà. Mình không đủ đá. Cái tù có sẽ bá con lính này vào đây con tù nữa. Ê, vừa lấy cái win được rồi. Cắn nhờ. Đánh mại cho win. Thôi, đây là nó lấy mình full đô đây này. Chỉ là mơ nhiều khi em đã bảo vai một cái nào đó nhiều khi em đã bảo rằng họ luôn luôn rồi là nhớ về cuộc sống ngày đã quen rồi tôi nhớ hà lên ngôi chân cơ bộ có gì nó tâm biệt tâm cũng hết nước mắt cho người nhìn chưa quay về đừng có một mình lại thấy lòng mình đau thương khi mỗi yêu thương đã mất đi để anh đi mãi nỗi nhớ cứ thế vẫn cuốn theo em bao nhiêu lâu em. Thank you.
chỉ có phút giây trao yêu thương.